Chào mừng em đã đến với kênh YouTube của Tài Meter. Anh em biết đấy, trong bất kỳ bộ truyện huyền huyễn hay là tu tiên, tu thần thì vũ khí sẽ có một phần không nhỏ để làm nên các trận đánh lịch sử cũng như danh tiếng của các nhân vật huyền thoại đó. Đấu La Đại Lục cũng như thế, cũng sẽ có những vũ khí và những vũ khí có độ mạnh yếu khác nhau, và những vũ khí mạnh nhất được xưng làm thần khí. Nói đến đây thì chắc anh em cũng biết chủ đề của clip ngày hôm nay là gì rồi nhỉ? Đó chính là top 5 thần khí mạnh nhất của Đấu La Đại Lục. Ok, trước khi đi vào chủ đề của clip ngày hôm nay, nếu anh em là lần đầu tiên đến với kênh của mình thì hãy để lại cho mình một đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Trong Đấu La Đại Lục, thần khí được coi là các trang bị mạnh nhất, có những loại thần khí mang sức mạnh tấn công mạnh mẽ, nhưng bên cạnh đó có những loại thần khí cũng mang sức mạnh phòng ngự mạnh không kém. Vậy trong Đấu La Đại Lục phần 1 có bao nhiêu thần khí và cái nào là mạnh nhất? Trong video ngày hôm nay mình sẽ liệt kê 5 vũ khí thần cấp xuất hiện trong Đấu La Đại Lục phần 1. Những vũ khí không xuất hiện sẽ không được liệt kê vào đây. Nhưng trước hết chúng ta cần làm rõ thần khí, hay gọi dễ hiểu là vũ khí thần cấp, gồm có hai loại. Loại thứ nhất là vũ khí được sinh ra cùng trời đất và là biểu tượng cho một thứ gì đó. Loại thứ hai là vũ khí trải qua nhiều lần tiến hóa, lột xác. Ban đầu chỉ là nhỏ yếu, nhưng vì cơ duyên mà trở thành thần cấp. Và quy luật chung đối với thần khí đó là số lượng không vượt quá giới hạn. Khi một vũ khí thần cấp được sinh ra thì đồng dạng là nơi khác sẽ mất đi một kiện. Ok, sau đây chúng ta sẽ đi tìm hiểu top 5 thần khí đó gồm những thần khí nào nhé. Ở vị trí thứ 5, Bát Chu Mâu. Bát Chu Mâu của Đường Tam tiến hóa sau khi thôn phệ nhân diện Ma Chu Hoàng 5 vạn năm. Và sau khi tiến hóa thì có khả năng thôn phệ. Nếu như kẻ địch chẳng may chạm vào, kết quả là sinh cơ sẽ nhanh chóng biến mất, cũng như thân thể. Và thực lực Đường Tam lúc này cũng đột phá từ cấp 94 lên cấp 95. Ở vị trí thứ 4 đó là Hải Thần Tam Xoa Kích. Hải Thần Tam Xoa Kích là vũ khí của Hải Thần, là khảo nghiệm thứ 7, và sau khi thông qua khảo nghiệm này thì Đường Tam đạt được. Mặc dù lúc đó Đường Tam chưa thể phát huy được hết sức mạnh của Hải Thần Tam Xoa Kích, nhưng mà nhờ có Hải Thần Tam Xoa Kích mới dễ dàng kích thương được Bỉ Bỉ Đông. Hải Thần Tam Xoa Kích có thể sử dụng sức mạnh của biển cả, uy lực không thua kém gì Thiên Sứ Thanh Kiếm. Tuy nhiên, Hải Thần Tam Xoa Kích mạnh nhất khi ở trong phạm vi của hải biển. Đứng ở vị trí thứ 3 đó là Thiên Sứ Thanh Kiếm. Đây là vũ khí của Thiên Sứ Thần Thiên Nhận Tuyết. Trong Đấu La Đại Lục thì Thiên Nhận Tuyết là người đầu tiên đạt đến cấp độ thần. Dưới sự trợ giúp của Thiên Đạo Lưu, Thiên Nhận Tuyết đã vượt qua thử thách thứ 9 và trở thành Thiên Sứ Chi Thần. Sau đó mà nhận được Thiên Sứ Thanh Kiếm, còn có thể gọi là Thái Dương Thanh Kiếm. Uy lực vô cùng là to lớn, hơn nữa có thể hấp thu lực lượng của Thái Dương để tạo ra sức mạnh cho bản thân. Vị trí thứ 2, Ma Sát Ma Liêm. Đây là vũ khí của La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông. Sức mạnh của La Sát Ma Liêm không nằm ở công kích cường đại, mà làm ở phương diện tấn công tinh thần lực, có thể giết người vô hình, làm mọi người khiếp sợ. Trong lần giao thủ đầu tiên, mặc dù không tấn công Thiên Nhận Tuyết, nhưng với sóng xung kích khi va chạm với vũ khí của Đường Tam đã khiến Thiên Nhận Tuyết gần đó bị thương, và cũng chính thanh Ma Sát Ma Liêm này suýt chút nữa khiến cho Đường Tam vạn kiếp bất phục. Đứng ở vị trí thứ nhất đó là Tu La Ma Kiếm. Tu La Ma Kiếm là vũ khí của Tu La Thần, do chính Đường Thần trước khi chết đã đem toàn bộ thần lực của mình rót vào trong Tu La Ma Kiếm rồi truyền thừa lại cho Đường Tam. Cũng chính vì vậy mà trước khi tiếp nhận truyền thừa, Đường Tam có thêm lựa chọn, đó là trở thành Tu La Thần, nhưng cậu lại chọn trở thành Hải Thần. Sau khi trở thành Hải Thần, Tu La Ma Kiếm được để lại cho Tiểu Vũ và cuối cùng dung hợp vào người Tiểu Vũ. Nếu nói Tu La Ma Kiếm là kiếm thì Tiểu Vũ sẽ là vỏ kiếm. Về sau khi Đường Tam vận dụng, chỉ một kích đã đẩy lui hoàn toàn Thiên Nhận Tuyết cùng Bỉ Bỉ Đông. Ngoài ra thêm một cái nữa chính là Hạo Thiên Chùy của Đường Tam, mà nói không phải thì cũng đúng, mà nói phải thì cũng hợp lý. Sau khi Đường Tam rời khỏi Sát Lục Chi Đô, đã đem sát khí khủng bố ẩn giấu vào trong Hạo Thiên Chùy, mà sát khí lại là cái trọng yếu nhất đối với Tu La Thần. Sau đó lúc Đường Tam nhận truyền thừa của Hải Thần, đã bị Tu La Thần đụng tay đụng chân, đem Tu La Thần lực ẩn giấu vào trong Hạo Thiên Chùy. Chính vì vậy sau khi dung hợp với Tiểu Vũ mới có thể trở thành Tu La Thần. Ok, trên đây là top 5 thần khí mạnh nhất Đấu La Đại Lục phần 1 mà mình muốn gửi đến các bạn. Video của mình đã là kết thúc mất rồi. Nếu các bạn có vấn đề nào muốn mình làm thì hãy để lại dưới phần bình luận cho mình biết nhé. Và đừng quên đăng ký kênh để theo dõi các clip tiếp theo của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các clip tiếp theo.